Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang năm 2022 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi quý sửu 1973 nữ mạng năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoang ốc không? 1 tổng quan về tuổi quý sửu 1973 nữ mạng năm 2022 nhâm dần nữ mạng năm 1973 tuổi quý sửu tức tuổi con trâu thường gọi là lan ngoại chi nhưu tức châu ngoài chuồng mệnh mộc tang đố mộc nghĩa là gỗ cây dâu mệnh mộc gặp năm 2022 mệnh kim bạch kim kim khắc mộc mộc bị hại không tốt địa chi sửu gặp dần bình thường thiên can quý gặp nhâm bình thường sao chiếu mệnh, sao thổ tú, hung tinh, gặp tiểu nhân hãm hại, sức khỏe không được tốt, hay bị đau ốm, nhưng bệnh không quá nặng. Vận hạn, hạn huỳnh tuyền, đại hạn, hạn bệnh nặng, hao tài. Vận niên, thử quy điền. Thái tuế năm 2022, không phạm thái tuế. Tam tai năm 2022, không phạm tam tai. Tuổi kim lâu năm 2022, không phạm kim lâu, bản mệnh có thể kết hôn, cưới hỏi. Hạn Hoang Ốc năm 2022, Phạm Hoang Ốc ngũ thọ tử, bản mệnh không nên xây nhà, sửa nhà. Hai, xem sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2022 của người tuổi Quý Sửu 1973 nữ mạng để biết năm nhâm dần bản mệnh phạm sao gì và cách hóa giải vận hạn. Trong quan niệm, hàng năm mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh. Đó có thể là cát tinh, có thể là hung tinh hoặc trung tinh, nhưng có chung đặc điểm đều là những ngôi sao có thật trong vũ trụ. Hệ thống cửu diệu bao gồm 9 ngôi sao, cứ 9 năm lại luân phiên trở lại một lần, bao gồm Sao Cát Tinh gồm Sao Thái Dương, Nhật Diệu, Sao Thái Âm Nguyệt Diệu, Sao Mộc Đức Mộc Diệu. Sao Trung Tinh gồm Sao Thủy Đức Thủy Diệu, Sao Thổ Tú Thổ Diệu, Sao Vân Hán, Vân Hớn, Hỏa Diệu sao hung tinh gồm, sao thái bạch kim diệu, sao la hầu, sao kế đô. Và 9 sao chiếu mệnh ứng với 8 niên hạn trong năm là, hạn huỳnh tuyền, tam kheo, ngũ mộ, thiên tinh, toán tận, thiên la, địa võng và hạn diêm vương. Sao chiếu mệnh vận chuyển tuân theo học thuyết ngũ hành mà tập tục lâu đời quan niệm mỗi năm sẽ ứng với một vì sao chiếu mệnh mà bản thân năm đó sẽ gặp được thuận lợi hoặc trắc trở. Sao chiếu mệnh đi kèm ứng với nó là hạn tốt hay xấu của một người trong năm. Nếu gặp sao chiếu mệnh tốt thì năm đó được xuôi trèo mát mái. Nếu sao chiếu mệnh xấu, sao hạn xấu thì người ta phải cúng sao giải hạn để được an lành. Vậy, trong năm 2022 người tuổi quý sửu 1973 nữ mạng gặp sao nào chiếu mệnh và gặp vận hạn gì? Nam và nữ sinh năm 1973 tuổi quý sửu, tức tuổi con trâu. Thường gọi là lan ngoại chi nghiêu, tức trâu ngoài chuồng. Mệnh mộc tang đố mộc nghĩa là gỗ cây dâu. Theo tử vi ngày nay, tuổi quý sửu 1973 nữ mạng trong năm 2022 là 50 tuổi bị sao thổ tú chiếu mạng, hạn huỳnh tuyền và vận niên thử quy điền. Sao thổ tú tốt hay xấu? Sao thổ tú là một hung tinh trong cửu diệu tinh mặc dù mức độ ảnh hưởng của sao thổ tú là không lớn nhưng nó cũng có thể gây ra những hạn sâu mà mệnh chủ nên lưu tâm gặp tiểu nhân hãm hại, sao thổ tú chiếu mệnh thì làm ăn khó thuận lợi, xung quanh luôn có những tiểu nhân dèm pha, phá hoại, mọi sự khó thành. Chính vì vậy cần chú ý, phân định rõ kẻ tiểu nhân đừng để bị lợi dụng mà hại thiệt thân. Vấn đề sức khỏe, với người có sao thổ tú chiếu mệnh năm nay sức khỏe không được tốt, hay bị đau ốm, nhưng bệnh không quá nặng. Xuất hành, người có sao thổ tú chiếu mệnh thì xuất hành, đi xa không thuận lợi, nên hạn chế đi xa tránh gặp nạn chuyện tình cảm do sao thổ tú chiếu mạng chuyện tình cảm không được suôn sẻ gặp nhiều trắc trở xảy ra nhiều cãi vã tranh chấp không đáng có khi hiểu sao thổ tú là gì bạn sẽ hiểu rằng khi sao chiếu mệnh bạn thường trong lòng hay mang nỗi buồn man mác tâm lý không vững vàng hay hoài nghi không hăng hái trong công việc làm ăn song cũng không gặp tai họa gì vì thế nên tìm cách điều chỉnh cảm xúc của mình bằng những điều tích cực nếu bản mệnh là người cao tuổi thì dễ bị bệnh tật hoành hành ốm lâu khó khỏi Gia trạch bất an, hay chiêm bao mộng mị, không nên nuôi con vật gì. Ba Vận hạn năm 2022 của tuổi quý sửu 1973 nữ mạng. Hạn huỳnh tuyền chủ sức khỏe. Chủ sự sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, xây sầm. Kinh doanh kỵ đường thủy, để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước. Đặc biệt không được bảo chứng cho bất cứ ai vì át sẽ này sinh chuyện bất lợi về sức khỏe người gặp hạn huỳnh tuyền có thể bị mắc chứng bệnh đau đầu đau người sức khỏe suy giảm chủ sự thường bị đau đầu chóng mặt mặt mũi xây sẩm làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày về làm ăn nếu kinh doanh buôn bán bằng đường thủy đường sông nước sẽ không được thuận lợi gặp nhiều khó khăn trắc trở nhìn chung theo tuyuvinjaynaay com tất cả liên quan đến đường thủy đường sông nước thì chủ sự không nên tham gia dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường về cuộc sống, nếu việc đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì, hoặc cho ai đó, dễ sẽ mang họa, gặp nhiều chuyện bất lợi dẫn tới tiền mất tật mang, đồng thời làm cho cuộc sống của mình cũng như của gia đình không được ổn định. Để giải hạn huỳnh tiền, bạn cần lưu ý. Huỳnh tiền là hạn về sức khỏe, nhẹ thì sức khỏe suy yếu, nặng có thể dẫn tới tử vong. Vậy nên bạn cần đặc biệt chú ý về sức khỏe, không nên chủ quan, coi thường bệnh tật mà dẫn tới, huỳnh tiền, trọng bệnh số lâm chung về làm ăn không nên kinh doanh buôn bán hay làm bất cứ việc gì liên quan đến sông nước bao gồm cả việc thuê người khác vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy như vậy mới tránh được những tai họa dẫn đến với mình đặc biệt bạn không nên tham gia những việc không phải của mình kẻo tiền mất tật mang sẽ ảnh hưởng đến kinh tế cũng như cuộc sống của mình và gia đình nếu bạn muốn giảm thiểu nguy cơ rủi ro tăng cường may mắn và sức khỏe khi gặp hạn huỳnh tiền đó là tu nhân tích đức làm nhiều việc thiện Việc này không cần gặp hạn mới thực hiện mà nên thực hiện đều đặn, thường xuyên để bồi đắp nền tảng, gốc rễ của phúc đức, vận may. 4. Vận niên năm 2022 của tuổi quý sửu 1973 nữ mạng. Thử quy điền là hình tượng chuột về chui vào ruộng lúa, đây là điểm báo bản mệnh có một năm gặp được nhiều may mắn bất ngờ trong năm này bản mệnh hầu như định làm việc gì thì cũng đều gặp được quý nhân giúp đỡ, hợp tác với người thì được tin dùng, đầu tư kinh doanh đều có cơ hội thành công. Bản mệnh trong năm nay may mắn kiếm tiền bạc dễ dàng. Có hoạnh tài, đường quan lộc cũng có cơ hội thăng tiến, nhưng nên cẩn thận và kín đáo. Ngoài ra, trong năm bạn gặp được bạn tốt và còn có tin vui hỷ sự. Tình cảm năm này của bản mệnh tiến triển rất tốt, hai người chìm sâu đậm trong tình ái, tình cảm đậm đà viên mãn năm tuổi quý sửu 1973 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn thái tuế không? Theo tử vi ngày nay trong năm 2022 có 4 con giáp tuổi dần, tỵ, thân, hợi sẽ phạm thái tuế. cụ thể tuổi dần năm 2022 năm bản mệnh năm tuổi tuổi dần phạm trị thái tuế hay trực thái tuế vận trình gặp nhiều trở ngại sức khỏe bị ảnh hưởng tuổi tỵ năm 2022, tuổi tỵ phạm hại thách tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè, người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm dẫn đến tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi thân năm 2022, tuổi thân phạm sung thái tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi hợi năm 2022, tuổi hợi phạm phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài hay sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân, các mối quan hệ xã hội. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi quý sửu 1973 nữ mạng không phạm hạn thái tuế. 6. Tuổi quý sửu 1973 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn tam tai không? hạn tam tai chính là hạn của ba năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là ba, số ba, thứ ba. Còn tai, nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi thân tí thìn gặp hạn tam tai vào năm dần mão thìn. Bản mệnh tuổi dần ngọ tuất gặp hạn tam tai vào năm thân dậu tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ Dậu Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi Tý Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi Mão Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ Ngọ Mùi. Bản mệnh tuổi Quý Sửu, theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai, Giáp Tý, Ất Sửu, Ất Hợi, Bính Tý, Đinh Sửu, Đinh Hợi, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Kỷ Hợi, Canh Tý, Tân Sửu, Tân Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Quý Hợi. Như vậy trong năm 2022, tuổi Quý Sửu 1973 nữ mạng không phạm hạn tam tai. 7. Tuổi quý sửu 1973 nữ mạng trong năm 2022 có phạm tuổi kim lâu không? Tuổi kim lâu là một khái niệm trong khoa học của phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn kim lâu có bốn dạng đó là Kim lâu thân, là kim lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn kim lâu nam phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm kim lâu. Kim lâu thê, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ kim lâu tử đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà kim lâu lục xúc đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bản sản có nuôi vật nuôi theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì một ba sáu tám thị kim lâu tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm kim lâu, cụ thể dư một phạm kim lâu thân, dư ba phạm kim lâu thê, dư sáu phạm kim lâu tử, dư tám phạm kim lâu lục xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm kim lâu là tân sửu, tân mùi, kỷ sửu, kỷ mùi, canh dần, nhâm dần, canh thân và nhâm thân. Như vậy trong năm 2022, tuổi quý sửu 1973 nữ mạng là 50 tuổi không phạm tuổi kim lâu. Năm này bản mệnh có thể kết hôn, cưới hỏi. 8. Tuổi quý sửu 1973 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn cuộc sống sau này nghèo túng làm ăn khó phát sức khỏe quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả trong đó có ba cung tốt ba cung xấu cụ thể như sau nhất cát hay kiết cũng vậy tốt làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt mọi việc hanh thông thuận lợi nhất kiết an cư thông vạn sự nhì nghi tốt làm nhà tuổi này sẽ có lợi nhà cửa hưng vượng giàu có nhì nghi tấn thất địa sinh tài tam địa sát xấu tuổi này làm nhà là phạm gia chủ sẽ mắc bệnh tật tam sát nhơn do giai đắc mệnh tứ tấn tài tốt làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới tứ tấn tài chi phước lộc lai ngũ thọ tử xấu tuổi này làm nhà là phạm trong nhà chia rẽ lâm vào cảnh tử biệt sinh ly ngũ tử ly thân phòng tử biệt lục hoang ốc xấu tuổi này làm nhà cũng bị phạm khó mà thành đạt được lục ốc tạo ra bất khả thành theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật tán ra bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng, chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư trường hợp số dư một là nhất cát, dư hai là nhị nghi, dư ba là tam địa sát, dư bốn là tứ tấn tài, dư năm là ngũ thọ tử, dư sáu là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2022, tuổi quý sửu 1973 nữ mạng là 50 tuổi âm phạm hạn tuổi hoang ốc ngũ thọ tử. Năm này bản mệnh không nên xây nhà, sửa nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.